Ủy ban Nhân dân thị xã Bỉm Sơn và Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp tổ chức hội nghị triển khai vận động các doanh nghiệp trong khu công nghiệp Bỉm Sơn hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn thị xã. Thị xã Bỉm Sơn vận động mỗi doanh nghiệp ủng hộ tối thiểu 5 triệu đồng một năm, mỗi doanh nghiệp lớn tối thiểu 80 triệu đồng một năm. Mức vận động tối thiểu đối với công nhân người lao động trong doanh nghiệp ủng hộ 100.000 đồng. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực tiếp hỗ trợ xây dựng nhà ở theo địa chỉ do Ban chỉ đạo cung cấp và gắn biển tên. Tại hội nghị, đã có 9 doanh nghiệp ủng hộ với tổng số tiền 1,11 tỷ đồng. Trong đó, có nhiều doanh nghiệp ủng hộ với số tiền lớn như Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Phục Hưng ủng hộ 400 triệu đồng, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUT4 ủng hộ 240 triệu đồng, Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông ủng hộ 160 triệu đồng.